Shop Phụ Tùng Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay mình xin được mang tới hai cái siêu phẩm luôn, mà gọi là siêu phẩm luôn nha anh em nha. Vì sao ạ? Vì đây là những cái rổ zin chính hãng của Thái Lan dành cho các cái dòng rim luôn em. Thì hiện tại bây giờ anh em có thể để ý những cái xe rim chạy ngoài đường là gần như chả có xe nào còn rổ hết á, thật sự luôn. Rất là ít xe còn rổ, và nếu như còn thì đa số là những xe đó đều thay những cái rổ lô, cái rổ Trung Quốc là nhiều. Vì bây giờ hiện tại là rất là ít những xe còn những cái rổ zin như của Honda như thế này. Vậy thì làm sao để anh em có một chiếc xe nguyên bản? Thì những cái chi tiết như là những cái rổ zin, những cái ba ga bọc nhựa đen thì nó là những cái chi tiết mà nó mang lại cái tính cổ điển, cái tính truyền thống cũng như là cái sự nguyên bản của chiếc xe rim ha. Thì anh em chúng ta dọn xe thì không thể nào anh em thiếu những cái rổ này được. Đó chính vì vậy thì hôm nay mình mang tới cho anh em hai cái sản phẩm. Một bên là rổ của rim Thái tem lửa, là cái sản phẩm bên tay trái đây anh em ha. Đây. Đó, và một bên là sản phẩm rổ của rim lùn. Đây. Đây là sản phẩm rổ của rim lùn nha anh em. Đó thì hai cái sản phẩm này là hai cái dòng sản phẩm khác nhau về cái giá cả cũng như là khác nhau về cái ngoại hình luôn. Anh em có thể nhìn thấy cái con rim Thái tem lửa. Con này thì anh em nhìn cái tem nó khá là nhỏ gọn. Tuy nhiên là anh em nhìn á, thì anh em sẽ để ý là cái tem của nó nhìn rất là quen thuộc luôn, và nó đồng bộ với lại cái bộ tem lửa của những chiếc xe rim rim Thái ha. Còn ở bên tay phải của anh em đó là cái rổ của rim lùn. Loại này thì nó có màu tím và màu xanh dương chủ đạo. Cái rổ này thì nó sẽ phù hợp với những anh em chúng ta sử dụng rim lùn. Tuy nhiên nha anh em nha, đó là những anh em mà chúng ta có cái điều kiện, chúng ta ok, chúng ta thoải mái, tiền chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua một cái rổ, chúng ta không quan trọng giá cả, thì anh em chúng ta có thể suy nghĩ về cái rổ của rim lùn rim Thái tem lửa anh em ha. Đây, em có thể suy nghĩ về cái rổ này. Tại vì sao? Cái rổ này á, là một cái rổ của rim Thái tem lửa. Cái gân nan của nó sẽ dài hơn cái rổ rim lùn, và cái tem của rổ nó sẽ khác. Đó, thì cái đường nét của rổ, cái khung nó cũng khác nhau luôn. Và cái rổ tem lửa này nó sẽ đắt hơn nha, 700 ngàn một cái. Tuy nhiên là nó sẽ đem lại cho anh em một cái sự đẹp, ha, một cái tính thẩm mỹ cực kỳ cao luôn, cũng như là một cái độ bền. Có thể là nó sẽ vượt trội hơn cái con rổ rim lùn một chút xíu, tại vì những cái nan này nó sẽ to hơn này. Anh em nhìn từ xa là anh em đã thấy nó to hơn rồi đúng không? Đó. Còn nếu anh em chúng ta muốn tiết kiệm nhưng anh em vẫn muốn có một cái rổ zin ngon nguyên bản thì anh em chúng ta có thể tham khảo cái rổ rim lùn nhá. Thì đây mình xin báo giá cho anh em luôn. Rổ rim lùn giá của nó là 330 ngàn, còn rổ rim Thái tem lửa giá của nó là 700 ngàn. Thì chênh lệch giá là 330 ngàn và 700 ngàn rất đáng để anh em suy nghĩ. Tuy nhiên thì những anh em mà chúng ta đang dọn xe tâm huyết những cái xe rim Thái đẹp và anh em chúng ta không quan trọng cái giá cả chúng ta phải bỏ ra, thì mình có thể sử dụng cái rổ rim Thái tem lửa, nó sẽ đúng chất cái xe mình hơn. Còn những anh em nào chúng ta đang sử dụng Super Rim, rim Thái hoặc rim lùn mà chúng ta chỉ cần một cái rổ zin đẹp để anh em đi uống cà phê, hoặc là để anh em chúng ta đi chợ, hoặc là anh em đi công việc bình thường, chúng ta bỏ nó mà hiểm, bỏ áo mưa vào và nó có độ bền tốt, có tính thẩm mỹ ok, cũng như là độ zin ha, bền bỉ thì nó có ha, thì anh em chúng ta có thể bỏ 330 ngàn ra anh em mua một cái rổ rim lùn zin của Thái. Thì cả hai cái này đều có những cái gọi là cái mặt mà mặn của nó ha. Đó, ví dụ như con rim Thái thì nó sẽ là một cái rổ đắt tiền, nhìn vô dân chơi nhìn phát là biết ông này bỏ một cái rổ đắt, mua được một cái rổ đắt tiền, rất là xe rất là đẹp. Còn một người khi mua một cái rổ rim lùn, rồi người ta nhìn vô ta vẫn sẽ biết quả cái xe này có một cái rổ zin rất là đẹp, và cái rổ này thì nó rất là bền, nó nhìn nó rất là liền xe đấy, nó vẫn có tính cổ điển ở trong đó. Thì tùy vào anh em chúng ta muốn mua cái loại nào thì anh em có thể liên hệ với mình nha. Cái này thì mình có nhận giao sỉ cũng như là bán lẻ cho anh em. Giá lẻ sẽ là rim Thái tem lửa là 700 ngàn, rim lùn sẽ là 330 ngàn. Còn những anh em nào chúng ta muốn mua sỉ, lấy sỉ để về giao cho khách thì có thể nhắn tin riêng cho mình sẽ báo giá sỉ cho anh em nha. Rồi xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo nha. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem về cái rổ này, cận cảnh của nó như thế nào để anh em chúng ta tham khảo anh em mua nha. Rồi. Rồi đây là cái rổ tem lửa đây anh em. Đấy, sẽ nhìn bộ tem nó cực đẹp luôn, bộ tem mà cực đẹp luôn. Ở phía giữa này anh em sẽ thấy là có cái lớp kim tuyến ánh này, thấy không? Anh em thấy rõ không? Đây, có lớp kim tuyến ánh bạc ở giữa này, và hai phía bên màu vàng và màu xanh lá mạ
không hề có kim tuyến nha, nó rất mịn. Còn ở giữa anh em sẽ thấy có kim tuyến này, phủ cực đẹp luôn, nan rổ rất dài nha, nan rổ rất là dài luôn. Đó, phía dưới đan cực đẹp nha, không có chi tiết như có luôn bát cho anh em nha, bát sẽ là bát xi 7 màu cực đẹp đấy. Thì cái này là mình đã lột một cái lớp tem phủ ra rồi, khi anh em mua thì nó sẽ có một lớp tem phủ phía ngoài nữa, thì anh em sẽ tự bóc ra cảm giác rất là đã luôn nha. Đó, thì cái rổ này giá của nó sẽ là 700.000. Cái rổ này thì cái khung và rổ nó sẽ to hơn nha nè, đây cái khung rổ nó sẽ to hơn cái rim lùn một chút xíu. Đây là cái rim lùn này, rim lùn này cái nan nó sẽ mỏng hơn một chút, tuy nhiên là cái phần lưới của nó lại dày hơn, cái phần lưới của nó thì cái lỗ nó lại sát hơn nên để đồ nó sẽ đỡ rớt hơn là cái kia. Ví dụ anh em để những cái quá nhỏ đi thì cái bên này nó sẽ tốt hơn, bên kia nó sẽ dễ rớt ra hơn ha. Đây là tem này cực đẹp luôn, bên này nó cũng sẽ có một lớp tem phủ nha em. Anh em về anh em sẽ lột ra nó sẽ là được cái lớp tem trong như thế này, rất là đẹp. Đây chữ Honda nó cũng sẽ phủ kim tuyến luôn, đây Honda nó cũng sẽ phủ kim tuyến luôn này, đây anh em thấy không? Cực đẹp luôn nhá. Đó, phía dưới này cũng bát cũng xi 7 màu luôn, chuẩn Thái Lan nha anh em. Nói chung là cái độ này rất là đẹp, anh em ta mua về là chúng ta sử dụng cực kỳ ngon luôn, nó bền lắm anh em, nó bền chắc và nó rất là đẹp, nhìn nó rất là hoài cổ luôn. Rồi ok, thì mình giới thiệu cho anh em sơ qua về hai cái rổ rim thái tem lửa và rim lùn nha. Anh em nào chúng ta có nhu cầu mua món nào có thể liên hệ với shop. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo nha.